56 năm đã qua, không một ngày nào mà tôi không nghĩ về Việt Nam. Chiến tranh và cái giá của chiến tranh, những người Mỹ và người Việt Nam đã nằm xuống. Cả đêm đó là một trải nghiệm đầy ám ảnh. Chúng tôi bị bao vây bởi bộ đội Việt Nam ở khắp nơi, khắp mọi nơi. Hố chôn đã đào xong, chúng tôi chỉ phải nhấc họ lên, rồi đẩy xuống hố. Bộ phim tài liệu Mảnh Ký ức liên quan đến một trận đánh lịch sử vào năm 1966 tại Bình Định. Trong trận đánh này có những chi tiết lịch sử rất quan trọng. Đây là một trận địa pháo của quân đội Mỹ, tên là LZ Bird, hay còn gọi là Đồi Xuân Sơn ở Bình Định. Ý tưởng của bộ phim này đến với tôi cách đây 6 năm, khi mà tôi được tiếp cận với những cái câu chuyện về cựu binh Mỹ giúp Việt Nam tìm kiếm khu mộ tập thể của các chiến sĩ mà chính họ là những người chôn và chính họ là người duy nhất biết vị trí. Chính vì thế nên khi mà cái câu chuyện về các cựu chiến binh ở Mỹ mà giúp tìm kiếm mộ các liệt sĩ ở Đồi Xuân Sơn đến với tôi, thì chúng tôi thấy đấy là một cái câu chuyện rất là tốt khi mình có thể theo cái câu chuyện này từ ban đầu. Tất cả cái quá trình đó đã cho chúng tôi một cái chất liệu rất là dày dặn, các chi tiết đắt nhất tạo nên kết quả của trận đánh, kể cả cái quá trình mà họ đi ra tận cái nơi Đồi Xuân Sơn, họ đã từng tham chiến và từng chôn bộ đội Việt Nam, để họ lần lại trong cái những cái mảnh ký ức của họ, để họ chắp nối lại để cung cấp cho Việt Nam một cái bức tranh lớn hơn, để có thể tìm ra hết các liệt sĩ mà đang được chôn ở mộ tập thể ở Đồi Xuân Sơn. Đó cũng là lần đầu tiên có thể có được một cái chuyến đi mà có các cựu binh như vậy. Từ nửa vòng trái đất họ cũng đã rất là lớn tuổi, đều là ở những cái tuổi 80 rồi, nhưng mà họ cũng đã rất là cố gắng để hỗ trợ Việt Nam tìm dựa trên những cái ký ức của họ trong cuộc chiến. Mình có thể thấy là ở ngay trên máy bay ấy, thì ánh mắt các bác khi nhìn qua cửa sổ máy bay và nhìn xuống bắt đầu thấy đất Việt Nam, những cái ruộng đồng ở phía dưới hiện ra, mình đã thấy là các bác đã rất là xúc động rồi. Và trong ánh mắt đấy cũng có một chút lo lắng. Không chỉ trực tiếp theo chân các cựu binh Mỹ trong câu chuyện tìm mộ liệt sĩ tập thể, ekip phim tài liệu Mảnh Ký ức đã có cơ hội được nghe họ chia sẻ rõ hơn chi tiết về trận đánh lịch sử tại Đồi Xuân Sơn năm 1966. Từ đó, ekip đã có quyết tâm tái hiện sự khốc liệt của trận đánh cũng như chiến thuật của bộ đội Việt Nam một cách chân thực và rõ nét nhất, thông qua việc sử dụng hai khẩu pháo 105 và 155 ly đã từng xuất hiện trong trận chiến năm đó. Chúng tôi cố gắng tái hiện lại và chọn những chi tiết đắt nhất để khán giả có thể là theo dõi lại cả một cái trận chiến đầy anh dũng, đầy ngoan cường của các chiến sĩ của Trung đoàn 22, Sư đoàn 3 Sao Vàng, và cũng để khắc họa một cách rõ nét cái sự ám ảnh đối với các cựu binh Mỹ đến hàng chục năm sau. Tại sao họ lại chia sẻ cái điều này, và tại sao những cái nỗi ám ảnh này nó lại biến thành những cái mảnh ký ức rất quan trọng để ngày nay các đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định có thể tìm ra được chính xác vị trí chôn cất của các liệt sĩ cách đây hơn nửa thế kỷ. Đây là trận chiến đấu đầu tiên một cách chính thức đạn B-2, đạn tổ ong được dùng trong chiến tranh Việt Nam. Bản thân quân đội ta khi mà tấn công cũng không hề biết về cái vũ khí này, cái sự nguy hiểm của vũ khí này trước đó. Nên là cái chi tiết về đạn tổ ong là chúng tôi cũng rất là đầu tư để có thể làm có một cái sự chân thực và sống động nhất có thể. Khi mà làm bộ phim này thì tôi đã xác định ngay đối tượng khán giả cho bộ phim là khán giả Việt Nam và đặc biệt là khán giả Mỹ. Tôi đã chiếu một phần nhỏ của bộ phim cho các cựu binh Mỹ ở khi trong chuyến công tác tại Mỹ xem, thì các cựu binh Mỹ họ rất là ngạc nhiên, họ khóc rất là nhiều. Những nỗi đau của cả người Việt Nam và người Mỹ trong chiến tranh nó vẫn còn đó. Cái mục đích lớn nhất của những người làm phim chúng tôi là làm sao để những nỗi đau đó mình có thể gác lại, và mình sẽ biến những cái ký ức ở trong quá khứ thành những cái điều có ích, và mình mang lấy một cái sự thanh thản cho hàng triệu gia đình Việt Nam còn đang ngóng chờ tin tức và cái tìm cái nơi an nghỉ của người chồng, người cha, người anh của mình. Bản thân những cựu binh Mỹ họ cũng sẽ tìm được cái sự thanh thản trong tâm hồn khi mà họ được chia sẻ và họ được về lại đất nước Việt Nam, và họ đóng góp một phần nào đó vào trong cái việc xoa dịu nỗi đau của những người Việt Nam. VTV đặc biệt Mảnh Ký ức
phát sóng vào lúc 20h40 ngày 23 tháng 7 năm 2023. Kính mời quý khán giả đón xem.